hậu Hồng Kông bị tẩy chay vì liên tục làm đám cưới. Việc liên tục chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ trên show thực tế của Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm bị đánh giá phản cảm. Khán giả hiện chê trách, tẩy chay chiêu trò của cặp sao. Theo ông, lễ cưới của Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm trên show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2 gây tranh cãi trên mạng xã hội. Hai nghệ sĩ Hồng Kông và nhà đài bị chỉ trích lợi dụng đời tư để gây chú ý. Phản ứng tiêu cực của khán giả trực tiếp ảnh hưởng đến Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm. HK01 cho biết Hoa hậu Hồng Kông 1990 hiện bị người hâm mộ quay lưng. Quản lý fanpage lớn nhất của Viên Vịnh Nghi trên Weibo tuyên bố ngừng hoạt động sau 24 năm để thể hiện sự bất mãn với thần tượng. Những người từng ủng hộ cũng chỉ trích Viên Vịnh Nghi tiếp tay cho chiêu trò của chồng, sống giả tạo và không quý trọng phán. Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết họ ngán ngẩm với việc Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi liên tục chụp ảnh, tổ chức lễ cưới bù trên sóng truyền hình. Khán giả yêu cầu cả hai ngừng diễn, tập trung vào đóng phim thay vì tái sử dụng chuyện hôn nhân để thu hút truyền thông. Trước show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2, cặp sao Hồng Kông tổ chức lễ cưới truyền thống tại Lào khi tham gia chương trình Đời Này Có Em của Đài Chiết Giang vào năm 2016. Đến năm 2019, Trương Trí Lâm cầu hôn Viên Vịnh Nghi trên phố trong show chuyến du lịch lãng mạn của người vợ do đài Hồ Nam sản xuất. Đối mặt với những lời chê trách không chân thành khi tổ chức hôn lễ ở chương trình thực tế, Trương Trí Lâm chia sẻ đã lường trước phản ứng của một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, anh không bận tâm với các chỉ trích, nam diễn viên cảm thấy hài lòng vì đã làm được cho vợ những điều anh mong muốn. Viên Vịnh Nghi kết hôn với Trương Trí Lâm ở Mỹ vào năm 2001. Trong ngày trọng đại, cả hai mặc giản dị với áo sơ mi trắng và quần jean khi làm lễ ở nhà thờ. Họ không mời người thân hay bạn bè tham dự. Vì vậy, Trương Trí Lâm cho biết luôn cảm thấy tiếc nuối vì chưa dành cho vợ một hôn lễ đúng nghĩa sau hơn 20 năm chung sống. Điều này trở thành yếu tố câu khách của nhà đài trong các chương trình có cặp sao Hồng Kông tham gia.